greatest museum you'll never see. Cũng là bảo tàng, nhưng bảo tàng của CIA không có tư liệu về các ngôi sao nổi tiếng hay các nhân vật lịch sử. Hiện vật được trưng bày trong bảo tàng đều là những món đồ bí mật từng được cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA sử dụng trong suốt nhiều thập niên qua, từ những khẩu súng ngắn, chim bồ câu gắn máy quay, máy bay không người lái bé bằng con chuồn chuồn được sử dụng từ những năm 1970, hay máy quay phim có kích thước nhỏ hơn đồng xu, và cả những thước phim về hoạt động của CIA từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Các hiện vật trong bảo tàng cũng giúp tái hiện lại những chiến dịch bí mật của CIA, trong đó chiến dịch tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden là một trong những thành tích mới nhất. Để tái hiện chiến dịch này, bảo tàng có mô hình thu nhỏ nơi ở của Bin Laden, những thước phim quay lại và đặc biệt là khẩu súng do lực lượng SEAL của Hải quân Hoa Kỳ thu được trong cuộc đột kích lúc nửa đêm, cùng những bí mật mà nhân viên bảo tàng không thể tiết lộ. Đây là khẩu súng trường đã được đội biệt kích thu hồi từ tầng 3 của tòa nhà. Do khẩu súng được đặt trên tầng 3 rất gần nơi ở của Bin Laden, nên chúng tôi xác định nó thuộc về ông ta. Đó là khẩu AK của Nga với nhãn mác của Trung Quốc. Với hơn 1.000 hiện vật phản ánh một phần lịch sử bí mật của Hoa Kỳ, đây có lẽ là bảo tàng bí ẩn nhất mà nhiều người chưa bao giờ được thấy. Do nằm trong trụ sở chính của CIA, nên việc tham quan bảo tàng là cực khó, trừ phi bạn là một nhân vật cấp cao. To celebrate the accomplishments.